Xin chào cả nhà. Lúc này mình lại có mặt ngay ở cảng cá thứ hai, cảng cá gọi là Vựa Cá Bảy Đồng, Vựa Cá số 37 Bảy Đồng, chuyên mua bán mặt hàng hải sản cá tại cảng cá lớn nhất của Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, ngay bên quanh sông Cà Ti. Và lúc này đây, chờ Lê Tuấn sẽ có hôi quá nên Lê Tuấn không vào, nhưng Lê Tuấn đứng ở ngoài, Lê Tuấn kéo nhẹ vào để chúng ta xem bên trong nha. Một quang cảnh tấp nập mua bán cá nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lướt qua sơ bộ qua một tí nha. Đây quý vị, mình lướt qua một chút để chúng ta biết được cái cảng cá thứ hai nha. Đấy, lúc này những người mua cá đấy, và những người đến đây để thầu cá, và những vị chuyên môn bốc phát ngồi đây chờ đợi để uống cà phê đây quý vị. Đấy, một buổi sáng rất nắng nhiệt, nhưng mà lúc này buổi sáng thì đang còn ít cá về, còn tầm 1-2 giờ chiều thì là nhiều. Đấy, như vậy. Đấy. Còn tút ngoài kia thì tí nữa mình sẽ ra ngoài đấy mình quay ngoài đấy luôn. Còn bây giờ mình chỉ đi ra phía ngoài sông để quay cái cảnh của những cái đậu để cho cả nhà chúng ta nhìn biết. Đây, xin mời quý vị. Đây là cái sông nước lúc này chưa ra, đang đậu ngay bên bờ đây. Đây quý vị, là một cảnh buổi sáng nhé. Mặt trời đang còn đây, mặt trời bắt đầu đã lên, lúc này là 7 giờ quý vị ơi. Đấy, thì nó ngược mặt trời một chút nhưng mình sẽ lấy từ bờ bên kia nha. Rồi, ok nha. Đấy, đấy nha, mình lấy gần bờ bên kia cách khoảng 200m quý vị. Đấy, mình kéo lại cho các cho chúng ta xem bờ bên kia. Gần bờ bên này thì đây. Đấy quý vị, bờ bên này thì đây. Đây. Đấy. Đấy. Thành Bích Thành nha. 6 con tàu lượn. Đấy. Đấy quý vị. Rồi, ok nè. Bây giờ chúng ta tiếp tục để xem những con tàu này nó như thế nào nhá. Rồi đi nào. Rồi, ok. Đấy, lúc này chúng ta khám phá luôn cái cảng cá thứ hai của cũng lớn ngay ở tại thành phố Phan Thiết luôn quý vị nhá. Đấy. Đó. Và lúc này đây những con tàu đây. Lấy sát những con tàu để cho chúng ta xem luôn này. Đấy. Đấy, những con tàu rất khủng khiếp luôn. Đấy. Đấy quý vị. Sông nước nhé, biển nhé. Đấy. Đấy. Bắt đầu những cái ghe thuyền vào là người ta lấy bắt đầu tí nữa đi Tuấn sẽ đi quay cảnh biển nhé, tắm biển luôn nhé. Nói luôn á hả? Con lớn hả? Đây, để lên. Đây cái vị, những cái ghe nhỏ này chở những cái thuyền cá đây vào để lên đường trung chuyển, trung chuyển vào khi vào bờ. Rồi đúng rồi, rồi chính xác. Rồi bóc dép bóc lên công đoạn. Đây là cái thuyền này là trung chuyển, trung chuyển để đưa vào đây cho là những lai một chi tàu lớn. À ghê đâu ghê. Đây ghê này. À ngoài khơi vào đây phải không anh? Đúng rồi, đây quý.
Thế tại sao nó không cặp ở đây luôn mà lại phải trung chuyển? Ờ à, đúng rồi. À không vào được nhỉ. À đúng, bây giờ nước cái này là nước nước suốt kia là nước sâu, trong đây là nước kẹt nên là phải trung chuyển. Trung chuyển lại. Giác bóc lên. Đó không đổ sơ chứ. Mua bên nước chế nữa hả? À bên thì phân loại á. Phân loại, phân loại. Phân loại đó là lái mua chứ. À, lái mùa lại cả mùa. Đấy, mình cũng thu nhập được một thông tin người dân ở đây cho mình một cái thông tin rất tuyệt vời đúng không ạ? Mình nghĩ vào tại sao mà lại phải chuyển thì là lúc này nước nó cạn rồi không vào bờ được. Đấy cho nên tàu mới đâu ngoài kia và bây giờ là có một con thuyền nhỏ để trung chuyển vào đây. Đấy, bắt đầu đây. Về chúng ta xem với bà con làm ăn. Là gì vậy, người ta bé người ta sao rồi không bé cho tôi. Đấy. Giữa chờ bà 2 tiếng rồi đứng ra. Đây là một cuộc mua bán trao đổi nha. Giờ tâm sập trang. Đâu nó mới tâm nhằn mà lấy không ai na. Để trời đưa hãy đưa trời. Đây đâu kia cũng đâu là sáu à. Đây là một cái cái gì. Đây bỏ lên đó. Hai mươi chín cái giỡn. Ở đây người dân thổ địa ở đây người ta nói như vậy được không? Đấy, dân biển mà người ta nói đúng vậy. Cái giỡn. Đây là cuộc trao đổi mua bán nha. Và chiếc ghe này đã xong rồi đi rồi này. Đấy. Đấy. Đấy, chỗ này có một số cá này. Cá này gọi cái gì đây chồng? Cá bò. À, cá bò hả? À. Cá bò. Cứ quay gần. Chạy lên chị. Đâu ăn đâu. Ở nhà tụi ăn ấy không à. Ăn cơm hộp. Ăn cơm hộp mà. Hai chỗ lần mà. Thế bây giờ trong cái cá bò này có một số lẫn lộn rất nhiều. Cá bò ta. Bây giờ người ta mới loại ra này. Đúng cái gì đó. Đúng cái bảo. Phải ăn này. Đây cá bống này, cá chai này. Đây là mua xong rồi đem đây được lắm. Thế quý vị ạ. Cái này vẫn chưa mua xong rồi. Cái này là đưa cho người ta. Đó là quá lâu mới phèn à. Con ăn được. Con miếng ăn uống chứ ăn cái cơm à. Đúng rồi, cho là sát đi. Đi mà lưỡng quan tâm, mang cá, lưỡng chân, ta. À, một người thì được 20 rồi. Đúng rồi. Chứ giờ mà hai người thì mỗi người có chừng 10 ngàn. Còn mấy người, cái gì? Bốn người mỗi người 5 ngàn. Thì không còn thua, để một người thôi. Đây, quý vị này. Đây. Coi em thấy vui anh chị. Dạo, dạo đi đây. Thế là một ngày làm được mấy trăm... Ủa, quay thôi à? Rồi. Chế tầm 5 cực kia. 7 nữa mà 6 nghìn. Thế cái chỗ hát karaoke thì mới nó vừa hát vừa ăn uống được mà nó được mấy trăm ngàn. Qua 500-400 không à? Khổ thế nhỉ? Đúng công nhận, đây là quý vị, những người dân công nhân khổ nhỉ? Đấy, làm như này, lập lâm này được có 100 ngàn à, một ngày. Đó là cái thu nhập rất thấp nhỉ? Không, nếu suốt một ngày cũng được 200. Suốt ngày được 200 nhưng vất vả. Vâng, vất vả. Có được cái gì cũng có cái giá của nó nhưng mà cũng là vất vả hơn. Đấy, 200. À, để chiều 200 thì cũng vượt được. Nói chung thì có những người có sức khỏe tốt thì mới làm được. Chứ không có sức khỏe thì không làm được. À, đây qua thư bộ cũng gặp gỡ nói chuyện với những người là người lao động nha, lao động. Ghe trung chuyển vào đây rồi nhờ những người dân lao động một cái soạt đây lậm ra từng thứ một, loại cá một. Đấy, rồi bắt đầu cho chủ ghe lại, chủ ghe đi bán. Rồi đấy. Okay. Đấy có những con lươn có gì đấy nhiều đấy. Cá gì á? Cá mày cá bé gì hay? Cá lãi á. Lãi cá dãy. Đấy qua một cái cuộc trao đổi hôm nay cái video này cho chúng ta cũng trải nghiệm những người dân đúng không ạ? Đấy.
À, mình cứ tưởng là bu lại để mua nhưng không phải bu lại để loại cá. Đấy. Vẫn chưa mua. Các bà con ở đây cũng rất coi như là rất cực nhọc chứ không phải là sung sướng gì. Bươn chải làm ăn để kiếm miếng cơm manh áo, không phải đấy. Và đấy, xin chúc bà con chúng ta làm việc mạnh khỏe và vui vẻ nhá. Rồi bây giờ mình đã đi ra ngoài này, mình tiếp tục mình quay thêm một chút nữa. Đây, mình ra đây là cửa biển quý vị nhé. Đây, cửa biển này. Đây, đây cửa biển. Đây, cửa biển này. Đây, cửa biển. Đây cũng là vừa cá. Đây đang đây cũng lựa cá luôn này. Đúng, mình vừa rồi cũng trải nghiệm được một số. Tức là đầu tiên ghe chở vào thì mình lại tưởng là người ta mua nhưng không phải, để lựa cá cho những người dân. Đây quý vị, đây. Đây cũng vậy nha, bà con đang chờ để. Rồi, bây giờ mình đứng đây ngay biển luôn này để mình quay luôn. Ở đây quý vị. Mênh mông luôn cả cả. Lúc này vì cá chưa về nhiều nhưng bà con cũng đang chờ đợi để làm cái công việc hàng ngày của bà con. Đây, bà con lúc này đang còn loại ra những loại cá một thì đây. Cũng rất cực khổ quý vị. Mát mẻ nhỉ, gió lồng lồng luôn. Không sao, cứ làm đi, không có đi. Làm đi, mai có đến mạng xem. Rồi, ok, mình lưu nhẹ một vòng nữa nhé. Đây, để cho cả nhà chúng ta xem. Và tiếp tục video của Lê Tuấn, tiếp tục lại đến một vùng biển nữa nhé. Để Lê Tuấn quay tiếp cho cả nhà chúng ta xem tiếp. Ok, và xin hẹn gặp lại quý vị nhé. Rồi, ok.